Vâng, em chào cô bác nhá. Thì lô đất ngày hôm nay em xin được giới thiệu là chung quanh đây thì em có 2 đến 3 lô, nó diện tích nó chừng 3 sào trở lên. Đó thì ngay gần trung tâm trường chợ luôn nha các bác. Ngay ngoài này thôi. Như em có bay flycam rồi đó. Thì cách đường bê tông đây chỉ khoảng kia kìa, ngay ngoài kia thôi. Thì nó chừng khoảng gần 200 mét thôi nha các bác. Đó, ngay ngoài đường bê tông là ngay ngoài này. Đó. Thì cái diện tích của lô đất này á là nó là 364 nha. Thì người ta đang trồng na ghim cà tím này, bép bung là đầy đủ này. Đó. Và cái lô đất này của mình có hai mặt đường nha, một mặt đường trên này và một mặt đường chính là đi vào đây. Đường này đường đi thông hết nha. Đường đi liên thông hết. Đường nào cũng thông hết nha các bác. Đất mình thuộc xã huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Đó, hiện trạng là đã được rào lưới B40 là xung quanh đất hết rồi. Diện tích này là 364 nha các bác. Và người ta đang bán là 1 tỷ 4 cho lô đất 364 này nha các bác. Đó, xung quanh là ngay gần trung tâm trường chợ và mặt đường bê tông ngay ngoài kia. Và đường tỉnh lộ cách đây khoảng mấy trăm mét thôi. Khoảng 600 mét là ra tới đường tỉnh lộ DT725 nha. Đó, đất rất là bằng luôn. Cái lô này thì sổ sách đầy đủ nha các bác. Đang quy hoạch đất trồng cây lâu năm nha. Đường thông. Với mặt đường của mình có được là nó tầm khoảng 100 mét cộng lại cả hai mặt đường nha. Một mặt này với mặt là bên hông này cộng lại là khoảng 100 mét. Mặt tiền đường đất này thôi. Đường này thì rất là dễ dàng đi lại nhé. Ô tô thì vào tận nơi. Rất là gần trung tâm và đường bê tông này. Và cũng gần đường tỉnh lộ luôn. Từ cái hướng đi Bảo Lộc lên tới đây á là đi ngang qua chỗ em, đi Bảo Lộc lên chỗ em rồi mới lên tới Đà Lạt nha các bác. Đó là đi đường tỉnh DT725 này. Thì cách đường tỉnh chỉ có 600-700 mét thôi. Đó. Với cái lô thứ hai ấy thì chạy vào đây khoảng gần 100 mét. Lô trong này thì nó có diện tích là 3 sào 6 nha các bác, 3600 mét vuông, cũng có sổ sách đầy đủ và quy hoạch cả đất trồng cây lâu năm nha. Trên đất thì đang trồng cà phê và bơ nha. Bơ thì cũng được thu này. Hai mặt tiền đường nha các bác. Đó. Lô này là 3 sào 6. Và cái lô này thì nó hơn một sào này. Nhưng mà nó là hai trụ. 3 sào 6 một trụ. Mono một sào một trụ nha. Các bác mua gộp cả hai lô này cũng được. Thì với cái lô đất này á, thì nó sẽ từ đây nhá. Từ cái cọc này. Chạy thẳng vào trong. Tách riêng ra lô này một sào mấy này. Lô này 3 sào 6 này. Cộng lại bên này nữa nhá. Lô 366 là cả bên này với bên này. Thì nó có diện tích mặt đường á. Chiều dài mặt đường thì nó từ đây qua tới bên kia nó tầm khoảng 40 mét nhá. Mặt bên này cũng tầm 40 mét này. Hàng rào kẽm gai này. Là hai mặt cộng lại nó tầm 80 mét đấy. Đó. Bên này cũng là một cái mặt đường đất thôi, đường trong rong thôi. Đó thì ngay ngoài kia đường tỉnh lộ nhá. Và trung tâm thì nó ngay ngoài này thôi. Đông dân cư. Khu vực đông dân cư là trên đất là có bưởi nha các bác. Có bưởi nha các bác. Đấy, cái đường điện dân sinh có cũng có luôn. Là bắc qua. Đó, bơ là chuẩn bị vào mùa là có trái này. Đó.
với giá người ta đang đưa ra cái lô đất này á là 1,5 tỷ nha các bác. 3 xào 6 này 1,5 tỷ nha. Hai mặt đường, hai mặt đường luôn, được rào rồi. Đó, đất của mình thì toàn là bơ thôi, như em có bay rồi thì em có vẽ ra hình dáng đất của mình nhá. Đó, đây bên này đã được rào rồi này, cũng có một cái đường nhỏ đi vào trong đất người ta thôi. Đường này là đường đi thông hết nha các bác. Các bác quan tâm liên hệ qua cho em nhá. Chỗ này thì em còn mấy lô hơn 3 xào ấy, cũng sổ sách đầy đủ hết rồi. Thì các bác quan tâm thì em dẫn vào xem nhá. Giá nó từ 1 tỷ 6 đổ về. 1 tỷ 6, 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 4 một lô. Đó. Khác chủ hết nha các bác. Đây có cây thông này. Sổ sách đầy đủ và quy hoạch là đất trồng cây lâu năm nha các bác. Mua về thì mình đất ở nông thôn nên là mình cứ dựng nhà bình thường mình ở thôi. Và mình khoan giếng nha. Điện thì đã kéo vào đây rồi. Đó, điện dân sinh thì ngoài ngay ngoài trụ điện nhà nước thì cách đây khoảng hơn 100 m thôi. Nên là các bác có thể kéo vào dễ dàng nha. Đó, và em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Đất rất là bằng luôn.